bất cứ người nào muốn nghe chân lý. Cánh cửa chánh pháp của chúng ta đều luôn rộng mở chào đón họ. Không vì chủng tánh Vana của họ mà có sự phân biệt. Ta như nhánh sông nhỏ của dòng sông chánh pháp. Bây giờ ngàn vạn dòng suối nhỏ đều đổ vào dòng sông ấy. Ta đã tận mắt chứng kiến được từng giọt nước nhỏ đã hợp thành đại dương như thế nào. Có ba chân lý mà bất cứ ai cũng có thể thực hiện được. Một là tâm rộng lớn. Hai là lời nói hòa nhã. Ba là dùng căn tánh từ bi để phụng hiến suốt cuộc đời. Ba câu châm ngôn này, đó chính là nền tảng để xây dựng nhân tính, khiến chúng sanh yêu thương thân thiện. Dù nghèo hèn hay giàu sang, thì cuộc sống đều có sự khổ đau. Chỉ khác biệt là nỗi khổ của mỗi người không giống nhau. Các tỳ kheo và tỳ kheo ni, cho đến hôm nay, những kiến thức mà ta truyền trao lại cho các con, các con cần phải tư duy tường tận, quan sát cẩn thận, ứng dụng vào trong việc tu tập. Trước tiên phải tự mình lãnh hội lấy, rồi mới có thể chia sẻ với người khác. Từ hôm nay, các con phải gánh trên vai trách nhiệm nặng nề là truyền bá chân lý vô thượng đến với tất cả chúng sinh. Không nên vội tin vào bất cứ điều gì, dù đó là lời của ta từng nói, cho đến khi nào các con vận dụng học thức và trí tuệ của chính mình, sau đó tư duy, xác định điều đó hoàn toàn, đáng tin không còn nghi ngờ. Này các tỳ kheo, tỳ kheo ni, tất cả các pháp đều là vô thường, sinh ra rồi chết đi, khởi lên rồi diệt. Các con phải luôn tinh tấn để được giải thoát. Nhưng sau thánh đế thứ nhất, ta lại nói thánh đế phía sau, đó là sự chấm dứt khổ. Nói đến sự chấm dứt khổ, điều trước tiên ta giải thích cho mọi người biết khổ là gì. Ta chỉ cho mọi người biết làm sao để chiến thắng khổ. Như thế thì làm sao có thể nói là hoàn toàn tiêu cực được chứ? Ông đến đây là để hủy hoại thế giới này, để cho các thanh niên đều đi làm tỳ kheo. Ta không hề hủy hoại thế giới. Điều ta muốn mọi người buông bỏ là những thú vui giả tạo, dắt dìu họ tìm về cội nguồn của sinh mạng. Đi trên con đường này cần có lòng dũng cảm, chỉ có những bậc đại dũng mới có thể làm được. Trong thế giới rộng lớn này, tay ôm bình bát, mỗi niệm đều chuyên chú vào thân tâm, giống như đang bước đi trên đầu mũi dao vậy. Một đứa trẻ chưa thức tỉnh rất có thể khiến cho gia đình của nó được thăng hoa, nhưng mà cũng có khả năng mang đến cho họ tổn thất rất lớn. Cũng như vậy, tỳ kheo xem cả thế gian như gia đình của họ vậy. Một vị tỳ kheo tỉnh thức cũng có thể khiến thế gian này có sự thăng hoa. Ngài nói rất đúng. Ngài dạy về đạo không được sát sanh, khiến cho các chiến sĩ đều trở thành người tu hành. Họ muốn thể hiện chính nghĩa, nhưng lại khiến cho họ luôn mang cảm giác tội lỗi. Không sai. Nhưng không sát sinh chính là một dạng chuyển hóa. Bạo hành vĩnh viễn không thể dập tắt được bạo hành, nhưng mà tình thương có thể làm được điều này. Đây là quy luật tự nhiên. Ai ai cũng sợ hãi trước cái chết. Nếu ông nhận thức được người khác cũng có tư tưởng giống như vậy, thì lúc đó sẽ tự giác buông bỏ bạo lực thôi. Những gì ta dạy cho hàng tỳ kheo có điều diễn giảng bằng lời nói, nhưng có điều không thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Ta đem pháp ấy truyền lại cho Mahakasapa. Anang à,
Nếu sự kỳ diệu của bông hoa đang nở được quan sát dưới cái nhìn của con mắt thiền định chúng ta, thì toàn bộ cuộc sống của thầy cũng hoàn toàn thay đổi. Xin ngài nói thêm nữa thưa Thế Tôn. Đóa sen trắng ấy, hành trình sinh mạng của nó bắt đầu từ ở trong nước. Hoa nở, sinh trưởng, và rồi sau đó đứng vững ở trong nước cũng chính như vậy. Ta sẽ đem chân lý giải thoát dựng lên giữa thế gian luân hồi này. A Nan à, đã đến lúc ta phải đi Pa Pa rồi. Đệ tử tại gia của ta là Kunda thỉnh ta đến dùng cơm trưa. Trước khi ta vào Niết Bàn, ta muốn cho ông ấy được toại nguyện. Có ba chân lý mà bất cứ ai cũng có thể thực hành. Một là tâm rộng lớn, hai là lời nói nhu hòa, ba là dùng căn tánh từ bi của mình để phụng hiến suốt cuộc đời. Ba câu chân ngôn này là nền tảng để xây dựng nhân tính. Người được tôn xưng là sống có trí tuệ tuyệt đối sẽ không sợ hãi trước cái chết đâu. Thân thể này của ta sẽ tan rã, nhưng mà pháp âm của ta, kinh điển do ta giảng dạy sẽ vĩnh viễn lấp lánh trong lòng của con. Ta đã từng nói, một quốc vương biết giữ gìn chánh pháp thì thần dân cũng sẽ có chánh hành. Mỗi sớm mai thức dậy, mở mắt ra, tự tấu lên điệu du dương, nhịp điệu hài hòa khiến mầm chánh pháp dần dần sinh trưởng, và quan lại đều cảm nhận được chánh pháp này, các quan có chánh tính. Vậy thì tất cả muôn dân cũng sẽ được tắm gội ở trong chánh pháp. Một trong những điều bí ẩn của sinh mạng là giải thoát ra khỏi sự sợ hãi, không lo lắng chuyện tương lai, không vương vấn những đau thương trong quá khứ, cũng không ỷ lại hay sợ hãi con người trong quá khứ của con. Thêm một chân lý khác của sinh mạng, đó là con lưu luyến một người, một vật nào đó, nhưng cuối cùng cũng phải mất đi. Từ giây phút con không còn đưa tay ra cầu xin giúp đỡ, cũng chính là lúc con đã đạt đến sự giải thoát. Đối với cuộc sống hôn nhân thì bình đẳng là điều quan trọng nhất. Một gia đình mà hai vợ chồng biết thương yêu hòa thuận thì gia đình đó mới có sinh khí thịnh vượng. Sự thịnh vượng này có thể lan tỏa, khiến cho mọi người đều cảm thấy hạnh phúc. Phải thân cận người tốt, những người không thể chuyên chú vào chánh niệm, dễ khiến cho các con trở nên lười biếng giải đãi, tạo ra hoàn cảnh thuận lợi cho việc tu hành, thì cảnh giới trong tâm của con sẽ thuần tịnh không tạp nhiễm. Nghề nghiệp cũng phải phù hợp với chánh pháp, bất luận làm nghề gì, trong việc buôn bán hay là những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày. Anh em đứng hai bên đường và giữ nguyên vị trí khi hành đi khất thực. Mong quý bà con chúng ta trên đường đi và về là bà con vẫn giữ nguyên vị trí và không được là dùng cho nước hoặc là những cái vật phẩm nào vô lồi cơm của thầy. Nên đây mong quý bà con chúng ta hoan hỷ cùng phối hợp với bà con địa phương ở đây. Và cũng xin mấy anh em làm công tác trong tổ bảo vệ đấy, là đứng đầu trên chúng ta chặn đứng lại và sắp hàng điều ấy cho bà con chúng ta đứng hai bên ngay thẳng. Và đặc biệt nhờ anh Thái Tam, anh Thái Tam cố gắng giúp cho đội hình ngay thẳng anh Thái Tam. Trước hết phải tìm hiểu rõ ràng, rồi sau đó mới dốc sức để hoàn thành nó. Chẳng hạn như việc nấu cơm đun nước, đừng xem nó như một công việc
tầm thường, không đáng quan tâm, mà phải xem đó là một cơ hội để chăm sóc cho mình, cho chồng và con cái của mình. Đối với bất cứ duyên lành nào trong cuộc sống đều không nên ích kỷ, chỉ sống cho riêng mình. Hạnh phúc, thành công và của cải của con nên chia sẻ với mọi người, tránh xa cờ bạc và rượu chè. Làm người cần phải khiêm cung lễ độ, thân thiện mà ngay thẳng, có cơ hội cúng dường chúng tỳ kheo hoặc tu tập thiền định đều có thể tiêu trừ âu lo trắc trở. Cuối cùng, tâm hồn của mình sẽ cảm nhận được sự tịch tịnh vô thường. Các vị phải nhớ rằng, mỗi sớm mai chúng ta mở mắt trong ánh bình minh của một ngày vừa mới bắt đầu, phải ý thức rõ mình cần phải làm gì. Đó là điều rất là quan trọng. Người ta thường bỏ quên sự cảm ơn. Con người phải khắc ghi trong lòng những điều mà mình đang mang ơn, giống như là cây cối, hoa, gió, nước, không khí đều không thuộc về chúng ta. Càng nên biết ơn đối với tất cả, luôn mang trong lòng sự cảm ơn để sống và tư duy. Như vậy chúng ta sẽ gặt hái được nhiều điều hơn, không phải là việc vô bổ. Nếu mọi thứ đều vô bổ, chẳng phải chúng ta đều sinh bệnh hết rồi sao? Nếu như mắc bệnh thì cách cái chết đâu còn xa xôi nữa, đúng không? Chúng ta mang trong lòng sự cảm ơn, cũng giống như đóa hoa tuyệt đẹp đang khoe sắc giữa thế gian này. Tự tánh của tất cả pháp, tức là Tathagata, vạn sự vạn vật đều đến từ như vậy. Do đó, hoa sen từ như vậy sanh ra, thầy Anuruddha từ như vậy sanh ra, tất cả các thầy đều từ như vậy sanh ra. Mọi người ai cũng vậy, A Nan cũng vậy, vũ trụ đều từ như vậy sanh ra, đã từ như vậy để sanh ra và sau đó lại trở về với như vậy, cho nên mới gọi đó là đi như vậy. Tất cả pháp không từ một nơi nào sanh ra, cũng không từ một nơi nào biến mất. Hết thảy các pháp thường trụ từ xưa tới nay vẫn là như vậy. Nếu chúng ta bị bệnh đau đầu, chúng ta nghĩ đau đầu là một phần của Tathagata, cơn đau cũng có thể chấm dứt. Nguyên nhân là khi chúng ta đem một nửa sức lực đối kháng với lại cơn đau, còn một nửa kia để trị lành cơn đau. Hai phần sức mạnh này làm tổn hại tâm trí chúng ta còn hơn cả cơn đau đầu. Nếu chúng ta tiếp nhận cơn đau đầu này và bản thân chúng ta đều như vậy sanh ra, thì không còn sự đối kháng nữa. Như vậy thì tất cả sức mạnh của chúng ta đều có thể tập trung vào việc chữa lành cơn đau. A Nan à, đầu của ta quay về hướng bắc, nằm nghiêng bên phải. Dạ thưa Thế Tôn. Thầy hãy nhìn xem, mùa xuân vẫn chưa đến, vậy mà hoa trên cành sa la cũng đã bắt đầu đông đưa sắc thấm. Xem kìa, những cành hoa này giống như những hạt mưa từng hạt rơi xuống trên y của Tathagata. Rừng cây này đẹp quá,
còn ở bên kia. Mặt trời đang ngã về hướng Tây. Ánh hoàng hôn rực cả chân trời. Các con nghe thấy tiếng nhạc của cây sa la đang di du uốn lượn theo chiều gió không? Tâm của ta đầy ấp hân hoan trước khung cảnh mỹ miều này. Các thầy tỳ kheo thân yêu của ta, nếu như các thầy thật lòng muốn bày tỏ sự tôn trọng và yêu quý ta, thì hãy đem chánh pháp áp dụng vào đời sống tu hành. Từng phút từng giây chuyên tâm chánh niệm, đừng hoang mang a nan. Ta thường nhắc nhở con mà, tất cả pháp đều là vô thường. Sinh mạng vốn là con đường đi đến cái chết. Tụ hội chính là biểu hiện của sự chia ly. Có nước lớn, ắt phải có nước trong. Nếu như không có cái chết, thì làm sao có sự sinh ra chứ A Nan? Con đã tận tụy hầu hạ ta, ta vô cùng cảm kích. Con đã tận tâm tận lực giúp đỡ ta, con có rất nhiều phẩm tính cao đẹp, nhưng con vẫn có thể tiến xa hơn được nữa, nỗ lực hơn nữa để vượt ra khỏi dòng sinh tử này, chứng được giải thoát của nội tâm, trưởng thành từ trong mỗi lần đau khổ. Ta biết những điều này con có thể làm được, và cũng là điều khiến ta cảm thấy an lòng. Thầy A Nan, con hãy nhìn những cánh hoa kia, từng cánh nhẹ nhàng rơi xuống đất. Trước khi ta từ bỏ xác thân này, con xem chúng cứ từ từ rơi xuống. Hãy nhớ cho kỹ, con đường của ta không phải đưa các con trốn tránh cuộc đời này. Ta tin rằng con người có thể thay đổi khi tiếp xúc với việc thiện hoặc là việc ác của người khác. Niềm hy vọng này dành cho những tâm hồn cao thượng. Vận mệnh của con người được quyết định từ nơi hạnh nghiệp của họ gây ra. Chúng ta sinh ra trên đại địa này, mọi cảm thọ đều là khổ. Trong thế gian luân hồi này đầy ắp những khổ đau bi thương. Thế gian lại không phải là nơi để dừng chân của khổ đau. Thế gian này là nơi cư trú của bậc giác ngộ. Nhưng bậc giác ngộ cần phải biết thức tỉnh. Bây giờ, đây chính là trách nhiệm của các con. Vô minh sinh ra đau khổ, ưu sầu và vọng niệm, nóng giận, tham lam, ngã mạn, tự phụ, ganh ghét đều là do vô minh sanh khởi. Ảo tưởng sẽ dẫn dắt con người vào đường xấu. Tuy là hai tướng, nhưng sống và chết không có sự khác biệt, mà nó là một thể. Chúng ta bị nhận thức sai lầm làm chướng ngại. Một khi dẹp trừ được tất cả mọi chướng ngại, thì toàn bộ sinh mạng của chúng ta sẽ hoàn toàn độc lập, không ỷ lại, không vướng mắc. Giới, định, tuệ và tám con đường chân chánh có thể phá trừ tất cả nhận thức sai lầm. Ta nhắc lại thêm một lần nữa,
đó chính là chánh kiến, đó chính là chánh tư duy, đó chính là chánh ngữ, đó chính là chánh nghiệp, đó chính là chánh mạng, đó chính là chánh tinh tấn, đó chính là chánh niệm, và đó chính là chánh định. Đêm dài thâm thẳm, đối với người mất ngủ, đường dài xa xăm. Đối với kẻ mỏi chân, và đối với người sống trong lầm mê, không hiểu rõ được chánh pháp là gì, vậy thì suốt cuộc đời của họ sẽ chỉ toàn là khổ đau, bất hạnh. Bất cứ loại tri thức nào, dù các con tự đọc được hoặc là nghe chư vị trí giả giảng giải, thậm chí là những lời mà ta nói ra, đều không nên vội vàng tin. Phải dùng học thức và trí tuệ của mình để quán xét lấy, sau đó phân tích và chứng nghiệm nó. Trên con đường chân lý, gặp bất cứ ai đều không nên vội tiếp nhận. Nếu gặp được Buddha thì đừng cho đó là cứu cánh. Cho dù gặp cha của chính mình cũng không được vì vậy mà rời bỏ đường chánh. Cuộc sống của các con cần phải nắm chắc ở trong lòng bàn tay. Đừng nên ỷ lại vào kẻ khác. Bậc được tôn xưng là sống có trí tuệ, tuyệt đối không sợ hãi trước cái chết. Sắc thân này rồi sẽ tan rã, nhưng pháp âm của ta, kinh điển do ta giảng dạy, sẽ mãi mãi lấp lánh trong lòng của con. Đó chính là ta sẽ dạy cho ông biết lấy chánh pháp duy trì chánh hạnh, chỉ dẫn cho ông đạt được trí tuệ chân thật. Từ trong cái diệt thấy được cái bất diệt, trong buồn đau nhìn thấy quan hỷ, trong tàn bạo thấy được tình người, trong sự xấu xa nhìn thấy điều tốt đẹp. Vô minh đã che lấp đi tầm nhìn của con người. Nếu chúng ta phá tan màn ảo tưởng đó, thì hết thảy khổ đau, hết thảy sầu lo tự nhiên không còn. Trong lòng của chúng ta, từ bi và tha thứ bắt đầu giác tỉnh. Tình cảm của chúng sanh đều như nhau. Nếu ông không phải là người giác ngộ, sẽ không phát hiện được điều thú vị của giác ngộ. Và nếu ông sinh lòng mong cầu giác ngộ, thì ông cũng sẽ trở thành Buddha. Năng lực của giác ngộ chính là Buddha. Con người giác ngộ ở nơi tư duy của ông. Buddham Saranam Gacchami. Con đường giác ngộ đó chính là pháp vận dụng hết toàn bộ thân và tâm của ông vào việc tu hành, đó là tăng. Các thầy tỳ kheo thân yêu của ta, nếu các thầy còn có bất cứ nghi ngờ nào đối với giáo pháp mà ta dạy, bất kỳ vấn đề gì, hãy mạnh dạn hỏi ra, đừng để lỡ mất cơ hội. Nếu có ai trong lòng vẫn còn sự nghi hoặc, thì bây giờ hãy hỏi đi, để sau này không phải hối tiếc. Lúc các thầy đang ở trước mặt của ta lại không nói ra. Các thầy tỳ kheo thân thương của ta, trong việc tu hành của các thầy, nếu có nghi hoặc nào cứ việc nói ra,
điều con nói xuất phát từ lòng tin thuần tịnh. Nhưng trong đời ta xưa nay đều luôn biết rõ, ta biết rằng tất cả các vị tỳ kheo có mặt ở đây đều đầy đủ lòng tin đối với Tam Bảo. Dù là vị tỳ kheo đến sau cùng, chỉ cần nương theo đạo của ta mà tinh tấn tu hành, nhất định có thể chứng nhập Niết Bàn. Thầy các thầy tỳ kheo thân yêu, đây là lời giáo huấn sau cùng của ta. Hãy thắp sáng ngọn đèn của chính mình, hãy làm ngọn đèn của chính mình, hãy tỉnh giác, hành trì chánh pháp, chuyên chú vào nội tâm của các con. Hãy quay về nương tựa nơi chính mình, đừng nương tựa vào ai khác, tất cả đều là vô thường. Hãy tự an trú giữa mọi sự đổi thay, tinh tấn không giải đãi, vĩnh viễn không bỏ cuộc. Cảm giác tội lỗi cứ bao vây lấy con, thì hãy tìm ra nguồn gốc của nó. Ajatasattu à, mỗi sớm mai thức dậy, khi mở mắt ra, tự trỗi lên điệu nhạc du dương, nhịp điệu hài hòa khiến chánh pháp dần dần sinh trưởng. Tất cả các bà la môn, triều thần và các quan lại đều cảm nhận được chánh pháp này. Các quan có niềm tin chân chính, vậy thì muôn dân cũng sẽ được tắm gội ở trong chánh pháp chân chính. Nếu có người muốn đi qua bên bờ sông kia, vậy thì họ phải làm sao? Nếu mực nước sông cạn, vậy thì họ sẽ lội qua. Còn nếu mực nước sông sâu, thì phải chèo thuyền qua sông, hoặc họ sẽ bơi qua. Nếu như họ không muốn phải lội qua sông, không muốn phải bơi qua sông, cũng không muốn chèo thuyền qua sông thì sao? Vậy thì họ có thể cầu xin với thần linh, bờ sông bên kia có xuất hiện dưới chân của họ chăng? Chúng ta gọi hai người này là kẻ ngu, vô cùng ngu muội. Cũng vậy thôi. Nếu có một người dùng trí tuệ chiến thắng dục vọng và ngu si, như vậy thì sao họ không tìm ra chân lý và đạo giải thoát tối thượng được? Nếu chỉ lo cầu cúng hoặc là hiến tế, thì họ chỉ mãi mãi dậm chân tại chỗ mà thôi, ngay nơi chỗ họ cất bước đi đầu tiên. Ta không phải là vị Buddha đầu tiên, cũng không phải là vị Buddha cuối cùng trên trái đất này. Đồng thời, sẽ có một vị Buddha khác xuất hiện trong thế gian, bậc Thế Tôn, bậc Chánh Đẳng Chánh Giác Minh Hạnh Túc, bậc A-La-Hán, bậc Thế Gian Giải, bậc Vô Thượng Sĩ, bậc Thiên Nhân Sư. Vị Buddha tương lai ấy sẽ khai sáng cho các con những chân lý vô thượng, cũng như chân lý mà ta đã dạy cho con. Ngài ấy sẽ thuyết giảng giáo pháp của mình hoàn hảo đoạn đầu, hoàn hảo đoạn giữa và hoàn hảo đoạn cuối. Ngài sẽ tuyên bố đời sống giải thoát hoàn toàn tịch tịnh, cũng như những gì hôm nay ta đang tuyên thuyết. Chúng đệ tử của Buddha ấy lên đến hàng ngàn vị. Một vị quốc vương không cần đến việc trị nước. Xin ngài nói rõ hơn. Trước hết, nếu như các vị muốn trở thành người thống trị, cần phải biết cách kiểm soát tình cảm của bản thân mình, khơi dậy tình yêu thương ở trong lòng, khơi dậy tình yêu cha mẹ và anh em. Do nghiệp lực xoay chuyển, được ngồi lên cương vị làm chủ đất nước, càng phải cố gắng hết sức mình để lau khô dòng lệ cho tất cả muôn dân, xoa dịu nỗi sầu đau của họ. Hằng ngày sống trong gia đình, quý vị là cha của các con cũng làm điều tương tự vậy. Thế thì lúc làm người lãnh đạo, sao không sanh khởi tình yêu của người cha đối với muôn dân? Bởi vì quý vị xem người dân như là vua tôi,
cho nên mới có câu: làm như thế nào để trở thành một người thống trị tài ba? Là một người cha thì quý vị không bao giờ đặt ra câu hỏi như vậy cả. Chúng ta nhìn từ trên góc độ của một người làm cha đối với con cái của chúng ta, dùng tình thân để gắn kết, nhờ đó mà xây dựng được một tình cảm tốt đẹp như vậy. Hãy xem ta là mọi người, nỗi lo của muôn dân là nỗi lo của bản thân. Đã gánh trên vai trách nhiệm của một vị vua thì phải đối xử bình đẳng, vì muôn dân mà mưu cầu hạnh phúc. Hãy trân quý quyền lực trong tay của mình. Bệnh tật, đau đớn và lo âu của thân thể là điều ai cũng phải trải qua. Nếu quý vị xây dựng được một xã hội có pháp lý công bằng chính nghĩa, sẽ khiến cho muôn dân luôn sống trong hòa bình an lạc. Vạn vật trong thế gian có sinh ắt có tử, đó là quy luật tự nhiên. Bất luận là già hay trẻ, là bậc trí hay người ngu, ai rồi cũng phải chết thôi. Nếu như trước đó ta nói với chị những sự thật này, chị có tin lời ta hay không? Vầng trăng lơ lửng giữa bầu trời, giống như chân lý vô thượng này vậy. Mỗi đêm trăng mọc lên, ngày ngày lớn dần, cho đến lúc tròn đầy, sau khi tròn đầy lại khuyết dần, cuối cùng không còn thấy gì, rồi lại bắt đầu xoay dần. Nhưng nó không hề mất đi, chỉ là ở ngoài tầm nhìn của chúng ta thôi. Chân tướng của sinh mạng như chiếc bóng của con người, khổ đau cứ đi theo suốt cuộc đời của chúng ta. Mà nguyên nhân của khổ đau là do chấp trước vào ngoại cảnh. Chị cũng hiểu vạn vật đều không thể trường tồn. Then chốt của sự giải thoát ở nơi sự chuyển hóa của tâm hồn. Cho dù buồn đau ập xuống hay niềm vui ùa vào, đều phải giữ được sự điềm nhiên giữa hai thứ ấy. Cứ thực hành như vậy thì xiềng xích của khổ đau tự nhiên được mở, hiểu rõ được chân lý tối thượng thôi. Và theo sự mở mang của trí tuệ, chị sẽ thấu hiểu được sống và chết, tụ hội và chia ly chẳng phải là hai mà là một. Đối với cuộc sống hôn nhân thì bình đẳng là điều quan trọng nhất. Một gia đình mà hai vợ chồng biết thương yêu hòa thuận thì gia đình đó mới có sinh khí thịnh vượng. Sự thịnh vượng này có thể lan tỏa, khiến cho mọi người đều cảm thấy hạnh phúc. Trong thế gian, phải thân cận người tốt. Những người không thể chuyên chú vào chánh niệm, dễ khiến cho các con trở nên lười biếng giải đãi, tạo ra hoàn cảnh thuận lợi cho việc tu hành, thì cảnh giới trong tâm của con sẽ thuần tịnh không tạp nhiễm. Nghề nghiệp cũng phải phù hợp với chánh pháp. Bất luận làm nghề gì, trong việc buôn bán hay là những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày, trước hết phải tìm hiểu rõ ràng, rồi sau đó mới dốc sức để hoàn thành nó. Chẳng hạn như việc nấu cơm, đun nước, đừng xem nó như một công việc tầm thường, không đáng quan tâm, mà phải xem đó là một cơ hội để chăm sóc cho mình, cho chồng và con cái của mình. Không nên ích kỷ, chỉ sống cho riêng mình. Hạnh phúc, thành công và của cải của con nên chia sẻ với mọi người, tránh xa cờ bạc và rượu chè. Các vị phải nhớ rằng, mỗi sớm mai chúng ta mở mắt trong ánh bình minh của một ngày vừa mới bắt đầu, phải ý thức rõ mình cần phải làm gì. Đó là điều rất là quan trọng. Người ta thường bỏ quên sự cảm ơn.
con người phải khắc ghi trong lòng những điều mà mình đang mang ơn, giống như là cây cối, hoa, gió, nước, không khí đều không thuộc về chúng ta. Càng nên biết ơn đối với tất cả, luôn mang trong lòng sự cảm ơn để sống và tư duy. Như vậy chúng ta sẽ gặt hái được nhiều điều hơn, không phải là việc vô bổ. Nếu mọi thứ đều vô bổ, chẳng phải chúng ta đều sinh bệnh hết rồi sao? Nếu như mắc bệnh thì cách cái chết đâu còn xa xôi nữa, đúng không? Các vị phải nhớ rằng, chúng ta mang trong lòng sự cảm ơn cũng giống như đóa hoa tuyệt đẹp đang khoe sắc giữa thế gian này. Ngài cũng tin rằng đằng sau khổ có nguyên nhân chăng? Đúng vậy. Nếu như có nguyên nhân sinh ra sự đau khổ, vậy thì khi nguyên nhân ấy chấm dứt thì khổ đau cũng không còn. Giống như mặt trời có thể xua tan bóng đêm. Ta tin những gì Ngài nói đều là thật. Chỉ là kinh nghiệm ấy đến từ cá nhân của Ngài, những lý luận ấy không có ghi chép trong hệ thống chính pháp. Ngài nói rằng có một con đường đưa chúng ta đến giải thoát. Quan sát trí tuệ của chính mình và đi sâu vào thiền định, nhờ vào đó mà con người có thể hiểu được chính mình và hiểu rõ tất cả chúng sinh. Nhưng tôi có một thắc mắc. Những nghi thức tôn giáo như là thần thông và cúng tế, chúng có ích lợi gì không? Giả sử nếu như có người muốn đi qua bên kia sông, vậy thì họ phải làm sao? Theo tôi nghĩ như vậy, nếu như nước sông cạn thì họ có thể lội qua, còn nếu nước sâu quá thì phải chèo thuyền hoặc là bơi qua sông. Nếu như anh ta không muốn lội qua sông, không muốn bơi qua sông, cũng không muốn chèo thuyền qua sông thì sao? Vậy anh ta chỉ có thể cầu xin thần linh. Khi cầu xin như thế, bờ sông bên kia có xuất hiện dưới chân anh ta không? Hàng người này chúng ta gọi họ là kẻ ngu si, đại ngu dốt. Cũng như vậy, nếu một người dùng trí tuệ hàng phục dục vọng và ngu si, thì làm sao họ lại không tìm được chân lý và đạo giải thoát kia chứ? Nếu như chỉ lo cầu cúng hoặc là hiến tế, họ sẽ mãi mãi dậm chân tại chỗ mà thôi. Họ không thể bước ra khỏi vạch xuất phát.